Yên ơi, chị chọn cho em 4 cây nhá. Đây, một cây này dáng tròn xoe, nụ với hoa nhiều kinh khủng luôn em ơi. Đây, tất cả các đầu cành, cành nào cũng có nụ, kể cả những cái cành nó sát tận gốc như này. Đấy. Còn đây nếu mà em thích dáng thẳng đứng thì đây có cây này. Còn đây, một cây này rất là mà dáng lại hơi cong cong lượn lượn như này. Cây này mà trồng bonsai quá đẹp luôn em ạ. Tuyệt đẹp luôn ấy. Mà lại kiểu dạng như là nhiều ấy, nó nhiều cái lộc các thứ nó lên như này. Em nhìn, hoa có thích không? Nên là trông nó rất là đẹp. Cây này mà bonsai thì đẹp lắm này. Thế còn cây này thẳng đứng này. Còn cây này này. Đấy. Lấy cây nào thì báo chị nhá. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây hoa ngọc lan vàng, ngọc lan trắng á, đây là khách nhà mình muốn mua ngọc lan trắng á, thì vui lòng alo nhá. Số điện thoại là 097 797 3535. Ngoài ra thì nhà mình còn có rất nhiều cây ngọc lan vàng đây nữa ạ.